người ghi đúng số xe nhá, trước anh giao nhầm vắt rồi đấy. Đấy em ghi số xe. Em vào xem hàng trước đi, xem ở chỗ nào, số 4 đi. Xem ô số 4 xem có. Để trên bàn thôi, để trên bàn nó có cái. Sao lẫn thế hả em? SO cũng không chuẩn à? Không có SO luôn à? Lô to luôn, mấy SO chứ lô nhỏ không.